Trận đấu giữa Cuja và Bồ Đào Nha đã khép lại với thắng lợi 1-0. Câu chuyện cổ tích của đội bóng nhược tiểu đã được vẽ nền. Thế nhưng, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Ronaldo. Khi chân sút 39 tuổi có hình ảnh tranh cãi nảy lửa với trọng tài cuối hiệp 1. Để rồi, anh nhận tấm thẻ vàng. Đây là hình ảnh không mấy đẹp mà siêu sao này để lại ngay sau khi đạt kỷ lục kiến tạo Euro. Ngay bây giờ, hãy cùng Socolai đi tìm hiểu Ronaldo có thực sự gánh Bồ Đào Nha hay không nhé. Đối đầu với Cuja, khác với dự đoán của nhiều người, huấn luyện viên Roberto Martinez tiếp tục tin dùng Ronaldo ở vị trí mũi nhọn trên hàng công. Ông thể hiện rõ việc sẽ giúp cho siêu sao 39 tuổi sớm khai nòng tại Euro năm nay. Rõ ràng, việc đối đầu với đội bóng nhược tiểu như Cuja là cơ hội cực tốt để cho chân sút đang chơi tại Al Nassr làm được điều này. Tuy nhiên, có vẻ như đội bóng của ông đã đánh giá thấp tinh thần chơi bóng của Kvaratskhelia lẫn các đồng đội của anh. Khi Bồ Đào Nha xoay tua với những cầu thủ dự bị chưa kịp làm quen nhịp độ trận đấu thì lưới của họ đã rung lên ngay ở phút thứ hai. Một pha băng xuống thần tốc và sau đó là sút chéo góc không thể cản phá của Kvicha Kvaratskhelia. Tiền đạo 39 tuổi không có nhiều khoảng trống để hoạt động khi anh luôn bị theo sát bởi đối phương. Bên cạnh đó, việc Martinez xoay tua hàng tiền vệ cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chơi bóng của chân sút này. Anh trở nên đói bóng hơn so với hai trận đấu đã qua. Các tiền vệ dưới của Selecao châu Âu hay tiền đạo cánh không thể hướng quả bóng đến vị trí mà Ronaldo chọn, khiến cho anh dần mất tích trong đội hình của Bồ Đào Nha và phần lớn hiệp thi đấu thứ nhất. Những cú sút của anh đều bị đối phương ngăn chặn, khiến cho tiền đạo này trở nên bất lực. Họ không hề để lộ khoảng trống và với một ông già 39 tuổi khi phải thi đấu với một áp lực cao, liên tục bị đối phương vây giáp, lấy bóng với những pha tì đè không còn điểm mạnh. Ngay lập tức, Ronaldo thể hiện sự mất bình tĩnh trong lối chơi cũng như cách anh hành xử. Tiền đạo này đã không dưới hai lần phàn nàn với các quyết định của trọng tài trong hiệp thi đấu thứ nhất. Kết quả là một tấm thẻ vàng trực tiếp trong hiệp 1 đã được dành cho tiền đạo đang chơi tại Saudi Pro League. Trong những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 15 ở các vòng chung kết Euro, anh đã chơi rất nỗ lực. Chân sút 39 tuổi bị kéo ngã trong vòng cấm giữa hiệp 1, nhưng Bồ Đào Nha không được hưởng phạt đền. Ronaldo sau đó khiếu nại, nhưng thậm chí phải nhận thẻ vàng từ trọng tài như đã nói ở trên. Đó là một tình huống tương đối bình thường, nhưng khi đã chạm đến giới hạn, liên tục bị cầu thủ đối phương phạm lỗi, tính cách nóng này của Ronaldo đã bị động đến, anh đã không thể giữ được bình tĩnh và nổi cáu. Chính điều này đã gây họa cho anh những phút sau đó. Chúng ta thấy được chân sút này gần như không có tác động nào trong việc phòng ngự. Anh cũng đã chùn bước hơn ở những pha tranh cãi với trọng tài bảo vệ những người đàn em. Rõ ràng chỉ vì một tình huống mà đã khiến cho Ronaldo gặp nhiều rắc rối. Rất may, đây là tấm thẻ vàng ở trận đấu thứ 3 vòng bảng và Ronaldo vẫn được góp mặt ở trận đấu tiếp theo. Bởi với tính cách này của CR7, nhiều người đã nghĩ anh hoàn toàn có thể nhận thêm một tấm thẻ vàng nữa nếu tiếp tục cư xử thô lỗ như vậy. Đây rõ ràng là một hình ảnh không đẹp của một huyền thoại hàng đầu bóng đá. Điều mà nhiều người hâm mộ CR7 không hề muốn thấy ở idol của mình. Đó là những miếng mồi béo bở mà truyền thông có thể sâu xé được, cũng như là sẽ đưa anh lên trang nhất trong ngày hôm sau. Ngoài ra, tính cách này cũng là điều mà chân sút 39 tuổi vẫn chưa thể nào khắc phục được ở bản thân trong nhiều năm qua khi anh thi đấu. Chính sự nóng này đã không ít lần báo hại anh cũng như đội bóng của mình. Và ở Euro năm nay, khi mà màn trình diễn của bản thân vẫn chưa có gì đặc sắc, càng khiến cho người ta hướng sự chỉ trích vào CR7 sau tình huống anh nhận thẻ vàng trên. Nếu so với người đồng nghiệp Messi bên kia chiến tuyến, Ronaldo lại đang không hề thể hiện tốt bằng. Sau hai trận ra sân cho đội tuyển Argentina, số 10 đã để lại một đường kiến tạo và vô số đường truyền tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Nếu các chân sút của Argentina làm tốt hơn, thì số lần dọn cố của M10 đã không chỉ dừng lại ở con số 1. Nó có thể nhiều hơn thế. Sau trận ra quân, Messi tiếp tục để lại màn trình diễn đẳng cấp trước Chile. Leo thường xuyên có những pha đi bóng làm khổ hàng thủ Chile. Hosco chấm Messi 8,3 điểm khi anh thực hiện thành công 7 lần qua người, tạo ra 5 cơ hội và 3 lần phạm lỗi. Sau hai trận đấu đầu tiên ở Copa America 2024, cựu sao của Paris Saint-Germain đều được xướng tên trong danh hiệu cầu thủ hay nhất. Anh sở hữu các thông số ấn tượng, 11 cơ hội, trong đó có 7 cơ hội ngon ăn, 8 pha dê dắt thành công, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 92%, 8 cú sút, 1 lần dứt điểm trúng cột và có 1 kiến tạo. Messi hiện giữ kỷ lục là cầu thủ có nhiều bàn thắng và kiến tạo nhất tại các giải quốc tế chính thức, Copa America, World Cup, với 26 bàn thắng và 26 kiến tạo thành bàn. Tại Copa America lần này, Messi vẫn là đầu tàu quan trọng trong lối chơi của Argentina. Với phong độ đỉnh cao cùng với tâm lý thoải mái, Messi có thể giúp Argentina bảo vệ thành công chức vô địch Nam Mỹ, gồn viết. Vậy hãy trở lại với câu chuyện của Ronaldo, liệu anh có thực sự phù hợp để đá chính cho Bồ Đào Nha hay không? Đây rõ ràng không phải là điều dễ trả lời, nhất là khi mà chúng ta nhìn vào những chân sút dự bị hiện tại của họ. Không một ai có đủ khả năng để thay thế cho lão tướng 39 tuổi. Ramos không thể đảm nhận vai trò của một người cao nhất trên hàng công, Jota cũng vậy.
đó là cơn đau đầu không mấy dễ chịu của Martinez. Ông có một hàng công tốt, nhưng để tìm ra người thay thế cho CR7 là điều không thể vào thời điểm hiện tại. Nhưng nếu vẫn giữ Ronaldo có phải là lựa chọn sáng suốt của chiến lược gia này? Nhìn vào trận đấu với Cộng hòa Séc ở lượt trận mở màn, khi trận đấu chưa bắt đầu, anh chạy ra ngoài trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Khi khởi động, những lần anh xuất vào khung thành đều được chào đón bằng tiếng siêu lớn. Khi xếp hàng trong đường hầm, những màn đập tay của Ronaldo khiến cho người nhận phải cười tè toẹt. Vào trận đấu, sự thất vọng hiện rõ trên những người hâm mộ khi anh xuất hỏng. Theo thống kê, Ronaldo chơi trọn vẹn 90 phút, có số lần chạm bóng ít nhất là 32 lần và số cú sút nhiều nhất là 5 lần. Với thế trận của Bồ Đào Nha, đóng góp của Ronaldo có thể nói là hạn chế. Ngôi sao đang chơi cho Al Nassr không ghi bàn, bỏ lỡ một cơ hội lớn, không có lần dê bóng nào thành công và chỉ thắng một lần trong 5 lần tranh chấp tay đôi. Thế nhưng Roberto Martinez vẫn đặt niềm tin vào cậu học trò của mình. Bạn có biết Cristiano Ronaldo thi đấu bao nhiêu phút mùa trước không? Cậu ấy có thể chịu được áp lực. Không có một cầu thủ nào khác từng chơi ở 6 kỳ Euro. Điều quan trọng nhất là phải hiểu được người chơi mang lại điều gì. Ronaldo mang lại kinh nghiệm và tạo ra cơ hội. Cậu ấy ở đây vì cậu ấy xứng đáng. Và hãy nhìn vào những gì mà cậu ấy đã làm trong các giải đấu gần đây. Ronaldo đã lập kỷ lục tại Saudi Pro League với 35 bàn thắng cho Al Nassr mùa trước. CR7 cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn quốc tế với 130 pha lập công, bao gồm 14 bàn tại Euro. Nếu bạn muốn phân tích các số liệu thống kê về mặt thể lực, bạn cần phải nhìn vào những gì mà Ronaldo đã làm trong 12 tháng qua. Ronaldo có mặt trong đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vì cậu ấy xứng đáng được như vậy. Và tất cả các chỉ số thể chất chứng minh rằng cậu ấy có thể ra sân 4 ngày một trận, Martinez nói thêm. Đúng như Martinez nói, Ronaldo không cần nghỉ ngơi vì anh đủ khả năng để có thể chinh chiến trong một quãng thời gian còn lại của Euro. Nhưng chúng ta có thể thấy rõ tuổi tác đã ảnh hưởng đến chân sút này ra sao. Anh không còn đủ khả năng để thắng những pha tranh chấp tay đôi, không còn sắc bén để tung ra những pha dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương. Bồ Đào Nha giờ đây cần những sự dự phòng cho CR7, cũng như cần anh tìm lại cho bản thân phong độ tốt nhất. Đồng thời thể hiện tinh thần của một người đội trưởng, hạ cái thôi bản thân xuống thì sẽ là cao châu Âu mới có thể tiến xa được trong giải đấu này.